Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ví Trust Wallet trên smartphone. Thì link đăng ký mình để bên link tạo ví mình để ở phía bên dưới video nha. Nếu bạn nào đã tạo ví này rồi thì xin hãy bỏ qua video này nha. Rồi, mình sẽ sơ lược một vài thông tin về cái ví này. Thì đây chính là cái ứng dụng trên smartphone ha. Biểu tượng nó như thế này và cái tên của nó là nguyên cái này thì đúng là ví Trust Wallet ha. Rồi thì ví Trust Wallet á là một cái ứng dụng ví ví điện tử trên smartphone do chính gã khổng lồ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay tạo ra. Với ví Trust Wallet á, các bạn có thể là quản lý, lưu trữ tiền điện tử ngay trên smartphone của mình. Bên cạnh đó, việc bảo mật của ví Trust Wallet là rất rất cao ha. Với việc ví này sẽ lưu trữ với cái gọi là private key, tức là khóa riêng tư á, thì các bạn muốn biết cái khóa này nó tính bảo mật cao như thế nào thì các bạn hãy gõ trên mạng cái từ private key ha. Nó sẽ ra hết. Thì nôm na cái khóa này á là nó loại bỏ các cái nguy cơ bị hack và tấn công vào tài sản của các bạn đang lưu trữ tiền điện tử ở trên cái ví Trust Wallet này đó. Rồi ví Trust Wallet này á có thể lưu được rất là nhiều loại tiền điện tử ha. Mình điển hình như một số loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin vân vân. Với một số mã token như là ERC20, ERC223, ERC271 thì thường thông dụng là chúng ta dùng là ERC20. Đặc điểm của ví Trust Wallet này á có thể kể đến như sau. Nó có một số đặc điểm nó bật như sau nè. Thứ nhất á, cái ví này á, do chính Binance tạo ra, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới ha. Nó bảo hiểm cho cái ví Trust Wallet này luôn. Cái thứ hai là độ ẩn danh của nó rất là tốt. Cái thứ ba thì như chúng ta đã thấy á, ở bên phía phần điện thoại nè, thì cái phần giao diện của nó là khá là đơn giản và giống như là chúng ta có thể dễ tiếp cận và nó hỗ trợ đa ngôn ngữ. Về phần thứ tư á, là tính bảo mật của nó rất là cao ha. Phần thứ năm á, nó liên kết được với là blockchain và hỗ trợ được nhiều đồng coin và token. Rồi thì đó là một vài thông tin về ví điện tử Trust Wallet mà mình vừa giới thiệu. Thì để tiến hành tạo cái ví này á thì chúng ta sẽ chuyển qua điện thoại, mình sẽ chuyển qua điện thoại để hướng dẫn các bạn là tạo cái ví này ha. Thì về phần hỗ trợ điện thoại á thì nó sẽ hỗ trợ cho cái nền App Store, Google Play và kể cả Android mà chúng ta dùng là các file APK ha, nó cũng có hỗ trợ luôn ha. Ở trên máy tính á, mình có thể là tải cái file APK này về, sau đó tải giống như là ứng dụng Bluetooth ở trên nền máy tính á, trên nền PC á, thì chúng ta sẽ gắn cái file đó vào hoặc là chúng ta tải APK này sau đó cài đặt trực tiếp từ điện thoại luôn. Thì mình xin phép các bạn được chuyển qua phần điện thoại ha. Rồi, tiếp tục video trên máy tính thì bây giờ mình đã chuyển qua điện thoại ha. Đầu tiên thì các bạn vào CH Play. Sau đó trên mục tìm kiếm các bạn bấm vào mục tìm kiếm. Sau đó các bạn gõ chữ Trust Wallet. Rồi các bạn ấn nút tìm ha. Đây là cái ứng dụng Trust Wallet ha. Hồi nãy là cái hình ở trên phần PC đó mình đã cho các bạn coi đó. Thì mình bấm vào đây. Sau đó mình bấm là cài đặt. Rồi đợi nó chạy ha. Để nó tải về. Rồi thì nó đã cài trên điện thoại mình nó đã ha. Thì bấm nút mở luôn ha. Rồi thì ở đây á là nó có một tạo ví mới và một tôi đã có ví. Thì bây giờ á là mình sẽ bấm vào một tạo ví mới ha. Để trước khi tạo ví mới thì mình lướt qua nó có bốn cái mục nè, để mình xem thử coi nó nói về cái gì ha. Thứ nhất á là nó nói về phần riêng tư và an toàn.
thì khóa riêng tư này là không bao giờ là rời khỏi thiết bị của bạn. Cái thứ hai á, là tất cả tài sản ở một nơi xem và lưu trữ tài sản của bạn một cách dễ dàng ha. Những cái đặc điểm này hình như nãy mình có nói rồi. Cái thứ ba là các tài sản thương mại, giao dịch tài sản của bạn một cách ẩn danh ha, này nãy mình có nói rồi ha. Cái thứ tư là khám phá các ứng dụng tập trung kiếm tiền, khám phá và sử dụng chi tiêu giao dịch và nhiều hơn nữa. Thì sau khi tạo xong cái ví này á, ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn tạo cái ví này rồi chỉ các bạn là gửi và nhận các cái đồng coin điện tử từ cái ví này. Còn về phần kiếm tiền trên cái phần ví này á, thì các bạn có thời gian thì các bạn nghiên cứu thêm ha. Rồi thì bây giờ mình bấm vào một tạo ví mới. Rồi ở đây á là nó về chính sách bảo mật và các điều khoản dịch vụ, thì cái này có thời gian thì các bạn đọc ha. Ở đây mình bấm là tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản và chính sách bảo mật. Rồi ở đây mình bấm tiếp tục ha. Rồi đây cái phần này hết sức là quan trọng hết các bạn, nó để là sao lưu ví của bạn ngay bây giờ. Trong bước tiếp theo bạn sẽ thấy 12 từ cho phép bạn khôi phục ví. Thì cái phần 12 từ cho phép khôi phục ví á, thì cái này mình nói sơ trước, sau đó mình sẽ chuyển qua cái phần đâu đó. Thì cái 12 từ này á, là một cái chuỗi chữ, dụ ba chữ bốn chữ vậy đó, dính nó dính liền. Và một cái dãy chữ đó là một cái số thứ tự, ví dụ như ABC nó sẽ là số thứ tự thứ nhất, BDF nó là số thứ tự thứ hai, ECG đó nó sẽ là số thứ tự thứ ba, là nó và nó sẽ có 12 cặp chữ như thế này để mà chúng ta là mỗi lần đăng nhập vào ví buộc chúng ta phải nhập đúng 12 chữ này theo thứ tự mà các ngay từ ban đầu bạn đã tạo ví đó. Cho nên á mình nói trước luôn, cho nên là các khi mà xuất hiện 12 dãy chữ số này á, các bạn phải dùng, một là các bạn ghi lại dãy chữ số thứ tự mà nó đã sắp xếp, hai các bạn có thể chụp ảnh, ba là trên điện thoại các bạn có thể là nó có chữ sao chép á, ta có thể sao chép gán vô vòng vô vô cái ứng dụng ghi chú hoặc là Office gì ở trên điện thoại đó, thì đó là do các bạn ha. Rồi tiếp theo thì mình bấm vào tôi hiểu rằng nếu tôi mất cụm từ khôi phục tôi sẽ không thể truy cập vào ví của mình ha, nó có nhắc nhở các bạn trước ha, cho nên là các bạn hãy lưu hết sức lưu ý ha. Rồi mình bấm vào chữ đồng ý, rồi mình bấm tiếp tục. Rồi như như hồi nãy mình đã nói với các bạn á, ở đây nó có 12 dãy chữ nó sắp xếp theo thứ tự, nó đây là gọi là cái cụm từ khôi phục ví của bạn. Nó kêu mà nó viết xuống hoặc là sao chép những từ này theo đúng thứ tự và lưu chúng ở nơi an toàn. Nó thì các bạn như các cách hồi nãy mình đã nói đó, một là các bạn chụp ảnh lại, hai các bạn sao chép, nhấn cái nút sao chép đó, các bạn dán vào ghi chú hay là Office gì đó, ba là các bạn ghi vào giấy. Rồi thì đó là do các bạn lựa chọn ha. Một điều hết sức lưu ý mình nhắc lại, nếu mà 12 cụm từ này các bạn mất á thì coi như ví của các bạn bay ha, không có cách nào lấy lại được đâu ha, cho nên bạn phải lưu thật kỹ cái phần này. Rồi nó ghi dưới là không bao giờ chia sẻ cụm từ phục hồi cho bất cứ ai, phải lưu trữ chúng nó an toàn bí mật. Rồi thì các bạn sau khi các bạn ghi lại cái phần này ha, thì các bạn bấm tiếp tục. Rồi ở đây á thì nó kêu chúng ta sắp xếp lại thứ tự các cái từ này từ 1 cho đến 12 dãy chữ hồi nãy mà nào, trước khi bấm nút tiếp tục á thì nó đã sắp xếp cho chúng ta rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần sắp xếp theo thứ tự của nó hồi nãy là được, mình bắt đầu sắp xếp ha. Rồi sau khi mình sắp xếp thứ tự 12 dãy chữ xong thì bây giờ á chúng ta sẽ bấm nút và làm xong ha, bấm vào cái chữ làm xong ha.
Thì đây là cái giao diện chính của ví Just Wallet ha. Thì bây giờ thì chúng ta chỉ có hiện nay chúng ta chỉ có là ba đồng là Ethereum, Bitcoin và Binance, chỉ ba đồng thôi. Bây giờ á các bạn muốn thêm mấy cái đồng coin mới á, để thêm thêm cái đồng coin mới á, thì các bạn làm như sau. Đây, để mình làm lại ha. Các bạn thấy hai cái dấu tròn tròn phía góc phải phía trên đó, nó có hai cái chữ O tròn đó. Thì bây giờ cái đồng nào nó không có trong này á thì các bạn cứ bấm vào đây. Sau đó các bạn lựa chọn. Ví dụ như mình muốn hiển thị cái đồng ETC đi, mình bấm ETC. Rồi, nó sẽ hiện ra ha. Đây ETC. Ví dụ như mình nhiều quá mình không biết đường kiếm. Bây giờ mình bấm vào chữ tìm kiếm, ví dụ mình muốn kiếm Dogecoin đi thì mình bấm Dog. Đây, Dogecoin. Dogecoin á thì mình chỉ cần bấm vô đây. Rồi. Đó, thì nó sẽ hiện ví đó ha. Rồi tương tự như vậy các bạn muốn thêm đồng nào á thì các bạn bấm vào đây. Bấm vào đây để thêm. Để mình coi cái đồng Kit token có trên này không? Kit token có luôn ha. Rồi thì các bạn muốn thêm đồng coin nào á thì cứ bấm vào đây. Nói chung là khá là đầy đủ rồi ha, không biết còn thiếu đồng nào không thì mình không biết. Rồi một cái nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mà ví dụ như cái đồng coin mà mình muốn giao dịch đó nó không có trên này thì mình có thể thêm vào cái này bằng cách đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái phần đó ha. Rồi mình ví dụ cái đồng nào mà mình không có, mình ví dụ điển hình thôi, ví dụ như mình kiếm ví dụ như đồng Tomo đi. Đây ví dụ như dòng đồng Tomo coin này đi ha. Tomo coin này ví dụ nó không có bên kia ha, không có bên kia đi thì mình đầu tiên á mình vào cái trang etherscan.io, sau đó mình bấm vào tìm kiếm, sau đó mình gõ cái tên đồng coin mà mình muốn thêm vào, sau đó mình bấm vào đồng coin này. Rồi thì khi các bạn bấm vào đồng coin này á thì nó sẽ hiện cái tên của đồng coin này ha, là token Tomo coin này ha. Thì mình giả dụ cái đồng này không có bên cái ví đi, thì bây giờ mình sẽ thêm vào để cho cái ví này nó hỗ trợ luôn. Thì đầu tiên á các bạn là chỗ canh tab, kéo xuống chỗ canh tab nè, chữ canh tab á nó có cái dòng, nó có dòng mà một 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 chuỗi chữ đó, thì mình bấm vào copy. Rồi sau khi bấm vào copy xong á mình đảo lại ví Just Wallet ha. Mình bấm vào cái góc phải phía trên. Rồi sau đó các bạn kéo dài xuống, các bạn bấm vào tự thêm đồng tiền mã hóa. Rồi thì ở đây nhá, khi mà mình vô tới đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là có điền 4 ô. Thứ nhất là địa chỉ hợp đồng, thứ hai tên, thứ ba ký hiệu, thứ tư là số hợp phần. Thì địa chỉ hợp đồng á mình là dán cái dãy số mình vừa copy hồi nãy ở contract đó, dán vô đây. Rồi sau đó là các bạn cái tên. Tên thì cái này là do mình đặt ha, tên nào cũng được hết, là do mình muốn đặt tên với ký hiệu thôi. Thì bây giờ để chắc ăn thì mình lấy cái tên bên kia qua ha. Token, tên token đi. Token, tên Tomo coin đi ha. Ví dụ vậy. Mua coi ở dưới này ký hiệu là token. Rồi số hợp phân, cách lấy số hợp phân như thế nào thì các bạn đảo lại trang web hay hay trang web etherscan.io hồi nãy. Rồi các bạn kéo xuống chỗ là đây, decimal 18, đây là số hợp phân ha, mình gõ vô 18, gõ vô 18. Rồi xong xong thì các bạn chỉ cần bấm làm xong. Rồi
thì mình kiếm cái đồng Tomocoin hồi nãy, không biết là nó thêm vào đây chưa. Đây nó thêm luôn hai không các bạn, cái đồng Tomocoin nó xuất hiện phía cuối cùng đó, là cái đồng Tomocoin mà mình mới vừa tạo đó, thì nằm ở đây. Rồi bây giờ cách gửi và nhận tiền như thế nào, thì mình ví dụ như đồng mình muốn gửi và nhận tiền đồng Ethereum đi, thì mình bấm vô cái chỗ đồng Ethereum. Rồi ví dụ mình muốn nghe người khác chuyển tiền cho mình mà mình sẽ đưa địa chỉ ví cho người ta để mình nhận tiền á, thì bấm vào nút nhận. Sau đó một là các bạn copy dãy chữ phía bên dưới, các bạn bấm sao chép địa chỉ, rồi sau đó các bạn gửi qua cái người mà chuyển tiền cho bạn đó, gửi cái địa chỉ này qua để họ nhập vào. Hai là đưa cái mã code này cho họ quét, thì họ dùng điện thoại họ quét cái mã code này sẽ xuất hiện cái địa chỉ ví ha. Là đó rồi chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví này theo mã code này, thì chúng ta sẽ được nhận và nhận tiền thôi. Chuyển tiền thì chúng ta sẽ nhận về bên đây. Rồi về phần mình muốn chuyển tiền cho người khác á, thì các bạn bấm vào gửi. Đây là địa chỉ người nhận, thì cũng tương tự như là ở chỗ mà mình nhận ATH thôi. Tức là bây giờ cái địa chỉ của người ta, một là mình quét cái mã code địa chỉ ví của người khác, hai là mình nhận được cái đường một cái dãy số đó, dãy số địa chỉ ví của họ đó, mình copy dán vào đây, rồi sau đó mình nhập số lượng là ok. Rồi nó cũng khá là đơn giản ha các bạn. Rồi đó là cách gửi và nhận. Rồi thì về cái phần ví hướng dẫn tạo ví Just Wallet á, thì mình xin được phép dừng tại đây. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì á, thì để lại comment phía bên dưới. Nếu các bạn thấy video hay á, thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.